Xin xin chào ông bà cô chú anh chị các bạn. Chào cả nhà. Thì hôm qua là Tiền với lại mẹ Tiền có đổ mâm bánh bò này cả nhà ơi. À, đây bánh bò nhỏ nha cả nhà. À, rất là nhiều màu luôn. Cái này là màu của dền, màu lá dứa với lại màu đường hút nốt đó cả nhà. Hôm nay thì Tiền với lại hết ba sẽ lên sân trên ngồi bán vào buổi sáng cho bà con ăn để mà đi làm đồ đi làm đó cả nhà ơi. Hôm nay mình sẽ kèm chung với lại nước cốt dừa nha. Nguyên một cái hùng nước cốt dừa của Tiền nè. Do là sáng nay Tiền mới có lấy nước cốt dừa về á nha nè, thắng nó còn nóng hổi luôn. Giờ thì chúng ba sẽ bán rồi Tiền sẽ vô nước cốt nha. Đây mình để qua cái cây vô nè, nó dễ hơn. Đưa cho bốn đi. Bốn có mua hai hộp. Hai hộp. Hai hộp để nước cốt riêng hết luôn đi Dũng. Để chung bọc hay riêng bọc? Để chung cũng được. Chung cũng được ha. Trời nóng quá. Dạ. Này nó chặt 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 chặt. Hộp gì tới thì đây nha. Hộp đồng 5 đồng. 5 ngàn. 5 chục. 5 ngàn 8 cái. Nó bọc để vô. Dạ. Lại nè, lại giúp lại đi hết nè. Chú Hồng ơi, chị Hồng lấy con tôm xí găng thôi. Rồi. Cốt đây. Để em đưa nha. Rồi, cảm ơn Út nha. Trời, lên mập ha. Mà cố ăn ấy nè bà. Ủa chị này không? Hấp luôn hả? Đi rồi đàng hoàng thiếu tôi nha. Thiếu. Chị chịu dơ chứ không chịu thiếu. Nước cốt đó, ở lộn, bánh bò đi mấy gì ơi. Dạ, bánh bò, cái này 5 ngàn không các bạn? Đang được rồi đấy nghe, chú ba mua 5 ngàn đúng không? Dạ rồi, đợi con chút xíu nha. Lấy nước cốt, bà không lấy nước cốt không có hả? Đắt không chơi không? Sao? Nè chị, 5 ngàn, cảm ơn nha. Dạ. Cái mầm bánh dùm luôn. Thốt lốt. Bà hai hộp thế nè. Dạ. Bán đồ đi năm chút lại năm ơi. Bán lạ lạ gì ừ ngon đổ ngon. Hai hộp của bà này ba lên 5 ngàn đúng không? Dạ. Mua 10 ngàn em lập thành rồi có ăn đi cho thành rồi đó. Dạ. Cô có tư 10 ngàn nữa. 10 ngàn trái gọi tiền rồi đó. Dạ con biết rồi nhưng mà con tưởng hộp nè. Ừ. Dạ. Rồi. Rồi đây cảm ơn bà Tư nha. Tới hộp mấy ngàn vậy? Hộp nè, hai hộp đúng không? Để nước cốt nó vào. Nước cốt riêng hay chung? Chen luôn cái gì? Ăn con chen vô người ta vô ăn liền. Chút xíu thôi. Thôi đi. Thôi đi coi. Nè Tâm nè, Tâm nè bà ba ơi. Thôi tôi vô tôi lấy bự. Tâm thế kìa, từ từ. Ngàn đó hả? Ngàn đó. Ta bán, ta bắt chạy không? Nó không ha. Bán hộp thì bên đâu bên kia. Dạ. Bên này được cái này nước cốt chung hay riêng vậy? Hai hộp nước ngoài với ba. Hai hộp của bà này. Nước cốt riêng nha. Nước cốt riêng. Dạ. Thôi bán cho tôi 5 ngàn với coi. Dạ rồi, để chút luôn. Mà lấy nước cốt không? Không lấy nước cốt luôn ha, gọi đưa cho gì trước luôn. Nè bịch nè. Giờ tao ăn rồi chưa mới ăn. Để chút xíu nha bà Năm. Ừ, đợi chút. Nè hai cô cháu tôi nè. Bánh mì nóng chân. Có hai cô cháu. Hai cô cháu. Bánh mì. Bà hai năm ngàn hả? Dạ. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Ai biết đâu bà tính nó trang vô. Ai ăn tiền nó mới trang. Nó tưởng con trang vô chậm. Nó sợ ra hoài chưa ăn nhóm dẹt. Người thấy người ta vô bọc nó trở lại. Cái này của bà trắng không nè. Cái chị tờ mấy em nè. Nè ba vô bọc giùm con. Ừ. Dạ trang luôn ha hai. Nè bỏ bọc vô. Đâu, không. Không. Của bà này chưa nữa hả? Ngập nữa cho bà đi. Còn bọc nữa. Từ một bọc 5 ngàn hết tư. Để cốt nhiều á. Cốt nhiều nha. Rồi phai béo. Em bọc cái cốt đi. Nóng hổi luôn nè. Cốt nóng. Thì đó, rồi. Bọc đi nè. Ủa gì họ chen vô luôn đấy ba. Ờ để chen hộp nữa hả? Đợi con chút xíu bà Tư ngồi ghế thì đợi đi bà Tư. Dạ.
Của dì Hòn là trang luôn. Nhà cái bịch của bà nè. Bịch của bà đỡ mấy năm ngàn nữa. Dạ. Cầm lên con đi ba. Cầm lên. Mấy năm ngàn luôn. Rồi cái bịch nữa. Hỏi tâm nha. Dạ rồi, đây con gửi. Rồi, cảm ơn nha. Mẹ trang luôn. Không, của Tư. Mẹ trang luôn cho bà nhà. Dạ, trang luôn. Của Tư rồi là mới tốt. Rồi. Vô đây ạ. Ừ. Rồi, tốt nha. Mua mấy mấy hộp. Bánh bò. Rồi, đây con gửi luôn. Rồi. Cảm ơn bà luôn. Bà tốt, mẹ nó tệ. Đầy bọc luôn. Như được chưa? Được rồi. Dạ, nó ảnh bò. Dạ, rồi đây con gửi luôn. Cảm ơn Tư. Cổ hiếm hai hộp. Ai cũng không chịu lấy tâm hết. Cô bà hai hộp hả? Hai hộp này của ai? Của mợ hả? Để nước cốt chung của bịch nó mà để riêng nha. Ở cốt liền không? Cốt liền ra nó chăng mau lắm. Bởi vậy là không mấy người đợi. Tại vì mới hắn nước cốt. Hắn nước cốt. Hắn hồi tối sợ nó không ngon. Đây rồi nước cơ nó chịu. Từ mấy hộp, từ một hộp nè. Rồi, đây con gửi mỡ luôn. Cảm ơn nha mẹ. 5 ngàn. Đấy, nó lấy cốt kìa. Cho tôi làm mau lắm đó, lấy cốt. Rồi, gửi mỡ lấy nha. Dạ, dạ, đợi con cái ngay Tư. Này bà có đi bán không? Dạ, thêm bọc nữa. Bà lấy gì lấy đi. Biết gì để nước cốt chung được rồi. Sợ nó chảy. Đi chợ nãy giờ hết tiền rồi, giờ đang lấy cũng hối vô trường vô nó cướp. Rồi mời cho Tân trước đi. Đừng không lấy nó cướp hả? Không phải. Cảm ơn. Rồi cảm ơn Tân luôn. Đắt quá, đắt rồi. Đắt quá đắt tiền. Nhiều hộp. Dạ 5 ngàn 8. Ăn không đầy thì 10, ăn lưng thì 5. Lưng nữa thì 2 ngàn. Đây hai hộp của chị. Rồi cảm ơn nha chị. Ngon quá. Nước cốt nóng hổi ra lò luôn cả nhà. Chưa ăn liền đúng không? Chưa ăn gì lại con vô nước cốt đấy nha. Đây ông Tám đây. Ông Tám 10 ngàn. Dạ. Vô hộp này cho ngon. Đưa mấy người chốt đây. Dạ. Tám ở đây chờ đi. Dạ rồi, đây. Rồi cảm ơn luôn. Mình ăn sao mà hết sao đó. Biết hết biết. Đi nha. Dạ rồi, đây. Rồi, cảm ơn chị luôn. Hai mấy hộp. Hộp 5, hộp bự luôn nha. Có hộp nào ăn liền không hai? Hộp nào ăn liền cũng chán luôn hả gì? Ăn liền luôn chưa? Hộp 5 ăn liền nha. Bà Tư mấy hộp bà Tư ơi? Hộp 5 ngàn nha. Ông Tám mấy hộp vậy ông Tám? 2 hộp. 2 hộp hả? Thêm bịch nước cốt nữa. Con đó. 5 hộp 10. Rồi đây. Nè nè nè, chuyền qua bánh luôn đi mà. Rồi. Dạ, 5 với 10 là 15. Rồi, cho
nhiều cái tâm luôn. Ăn xong xíu ăn luôn nha. Rồi cảm ơn hai. Thầm mờ là con đẩy trung bịch luôn nha. Là hộp 5 ha Tư. Ăn liền đúng không? Ăn liền luôn Tư. Con che nó cốt vô luôn nha. Dạ bánh bò. Muốn mua nhiêu mua? 5 ngàn. 5 ngàn. Mua nhiêu mua? Dạ. Rồi đây con gửi luôn. Rồi cảm ơn Tư nha. Cái này của chú Hồng nè. Dạ. Dạ anh chị hộp nha. Dạ rồi. Hai hộp hay gì chị? Hai hộp. Để chung luôn không hay để nó cốt riêng bịch? Để riêng đi đây. Riêng ha. Và nằm. Nằm ăn liền luôn không? Dạ dạ dạ. Liền. Ăn trang đi. Trang luôn ha. Trang liền đi cho bà. Bỏ bịch, dập bỏ bịch luôn đi mai. Cho ba ấy này. Nặng liền cho mau. Nói lại bọc. Cốt nóng vừa hỏi luôn. Hai hộp hả chị? Dạ rồi. Rồi bên đây hai hộp luôn. Cảm ơn nghe Nam. Con hộp này đợi có tiền chút nha. Hai đứa sao làm? Cực lắm. Cái gì bé? Đây bệnh cốt nữa. Hộp 6 ngàn hả? Dù 6 ngàn thì ngàn nữa thì mấy cái. Ngàn nữa thì thôi cho nó thêm hai cái đi. Hai cái, ba cái gì cũng được chứ. Lại đi. Rồi cảm ơn nha. Ta mấy hộp, hai hộp luôn. Hai hộp cũng bay. Đây. Lại điện chút nha. Vô bịch cho chị đó luôn đi. Dạ dạ rồi, có liền luôn. Dạ đây. Dạ. Dạ em gửi luôn. Cảm ơn nha chị. Em ăn liền luôn không? Chị cho em cái cốt luôn nha. Gửi vô bịch. Hai ăn liền không hai? Vậy là không bột bọc. Mấy ngàn? Năm. Năm thôi. Bữa nay bán bò đắt quá cả nhà. Bánh bò nè bà Năm ơi. Con bà Năm đúng không? Năm. 5 ngàn bánh bò luôn. Mua 2 mẹ con ăn cái gì á? Về ăn là bà ăn hết bà giờ miệng rất ngon lắm. Em. Rồi cảm ơn em nha. Dừng gỗ. Bánh bò Năm ơi. Bò Năm ơi, Năm ơi. Mấy hộp? Để em bay vô hộp cho bà Năm đó. Xe qua lọ không được. Năm trước nè. Anh ta ngưng mua bánh. Rồi đây. Dạ. Con đặt ở đâu? Con làm. Hả? Dạ, con làm nhà. Tưởng đâu mày có làm mày đặt người ta, mày đặt công quyền quá. Dạ. Tưởng đâu mà ba nó mày đặt cái đâu mày đặt giùm tao. Quỷ châu quyền tội nghiệp. Bánh đây, bánh đây. Ôi mằng nhà. Nhà đó. Tưởng đâu mày đặt. Mình đặt nhà bắn nó ngon. Nhà ngọt 5 ngàn nữa nha. Nó ngàn nữa hả bà? Gì á Nam? Chó. Cắn hết về thì nó không có cắn. Không, tại chó là chó tôi biết ý, nó không có cắn. Cho ba nội. Chó của ông Tư mà tôi cho nó ăn rồi đi đâu cũng đi theo.
bà không đeo cho nó cái vòng đi rồi ba. Lấy bọc luôn ba. Lấy bọc ra về nhà. Rồi xin cái bọc nha. Rồi đây nó cốt luôn. Rồi đó 5.000 rồi. Vợ ổng đi tới nhà tôi cho ăn. Tầm đêm có ai lạ. Đâu để nằm quá. Đâu có ai mua nào bốc hả? Bốc bây giờ nó mua bánh bò này không đâu. Thế ba bóc cho con hộp 10.000 nha ba. Thế ta bóc bất chút bóc. Không, mỗi hộp 5.000 đi, hai hộp. Hộp 10 cái đi. Hộp 10 cái đi. Cho bác Chính với lại chị Ba Đỉnh. Hồi tối đổ phụ. Rồi 10 cái đi. 10 cái đó 8 mà mượn. 2 4 8 10 đủ rồi. Rồi xong vô hộp luôn. Vô bọc cho con hai hộp để cho con bọc được. Rồi máng nó sao đi. Thứ ba ăn thì lại là chờ lại lên nha. Nhà con không có ăn. Năm ngàn nữa ha. Ừ, hai vậy sao hai chồng mua có bà vợ bà ông chồng cũng nhìn. Tao đưa tiền cũng ăn chảnh rồi. Vậy hả? Ngon không ăn nữa không? Tao mua cho tao, tao mua cho ổng. Vậy đó hả? Vậy đó hả? Ồ. Chú không? Nước bịch của chú kìa. Bánh bò. Quên hả? Vậy. Cái gì vậy? Ông đại mà gửi mua đó. Rồi ông để đâu rồi? À, đây nè, đây nè. Trời. Lát mà năm về đó. Ông mua không vậy? Ngọc, cô Năm. Nó đợi lâu quá rồi mua giùm con. Giờ rảnh vô sẵn nước cốt. Lại mua nè. Rồi đi luôn hả? Không chơi không bỏ gì. Bé không chịu. Đẩy lên đếm ba. Không có ai mua đẩy lên đi. Giờ là cũng khá tiền rồi đó nha. Bỏ tiền cho bọc với ba trước bà. Thấy có giấy 50 luôn nè. Bánh bò Năm ơi. Hộp 10.000 nha. Hộp 10.000 thì 2 bịch nước cốt. Giờ vô bịch 5.000 cho dễ. Quên hỏi quá. Bà kêu có bán gì thì gửi cho bà. Gửi bán hộp nó đi. Không chứ tôi lấy tiền lại cho. Vậy hả? Dạ. Thì một hộp cho chó đi. Ồ, qua Úc đâu có đi làm đâu phải không? Chủ nhật nghỉ. Gọi. Chủ nhật nghỉ toàn bộ. Ok. Bị giột tay cái rồi luôn.
mang Úc luôn. Mấy hộp tư? Hộp 5 ngàn. Hộp 5 ngàn, 10 ngàn. 10 ngàn ha. Hộp 10 ngàn vậy tư? Đó. Em nó cốt nhiều á. Thấy chó nhiều á, nhiều chót đó. Vậy ha, dễ mà ha. Nhiều chót nhiều. Nhiều thì nhiều quá. Đây con vô bịch này nè. Nó đã ngon sẵn rồi. Rồi ơi. Ruột nữa là tư ơi. Đầy quá có bụt ít thôi. Không phải. Nó cầm vô hung nó trên. Rồi bịch đính thông. Nó không được. Dùng làm không biết nghề rồi. Không. Buộc cái kia được, buộc cái đích này thấy nó phức tạp quá. Cái bự. Ôi có tắm đó. Cái bự chín với 50. Tới giờ vô bịch 5 ngàn không mà. Hai bà cháu người 5 ngàn. Dạ. Bữa đó bà Hải bữa nay bán bánh đây điện bữa mà tao quên. Bánh thì bữa không có làm. Rồi có làm mà bán trơn rồi. Ôi trời, bữa đâu có làm không thấy điện. Sự. Cái bà ơi quên mà ngày nhớ. Hãy chồng điện mà luôn. Ngồi lắc hết 5 ngàn đi. Bán cũng đắt lắm chứ bộ anh dữ lắm. Nghĩ biết nhiều cái. Mà có con chắc là mấy lớp luôn á, bên đây 3 lớp, 2 lớp, 2 lớp. Bánh nhiều. Bánh đường nhiều. Bánh đường nhiều. Con hộp ổng với bà ăn chung đi. 20 cái đi. Rồi 10 cái đi. Tại bánh này thôi hả ba, khỏi lấy bánh màu để bán cho người ta sen sen vô cho đẹp. Tại tối tiền không có chừa ở nhà cho cha với mẹ cái nhà, giờ chừa lại cái ba ăn hộp lắm ba. Khỏi mất công bán hết cũng được nữa, nhưng mà mua là khác, công mua cái khác là ăn cũng vậy à. Bánh đợi bánh hổng bò ha. À, lấy con loại hộp bánh tằm đi, con khoái ăn bánh tằm tằm mặn ấy nghe ba. Mười ngàn bánh bò luôn hả? Lần nào ba cũng ủng hộ hết á. Bánh Tư ơi. Hình như bà Tư mua rồi. Bánh tầm nhiêu? 10 tấn ngang thôi. Khỏi chung tiền. Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn nha bà ba. Lần nào cũng ủng hộ hết. Một đống sau lưng luôn. Thấy ba ăn lấy hộp nha ba. Ăn đi, khỏi mua đồ ăn. Khỏi ăn sáng. Bánh bò đây. Bánh bò đây. Mẹ vô. Ghé lạnh mua kìa, bò chứ Hải ơi.
bánh bò đây. Dạ 5.000 á. Dạ bán 5.000 hay 10? 10.000 rồi ha. Đúng rồi, bán 10.000 dùm luôn đi. 10.000 luôn ha. 10.000 luôn nha. Dạ, để chung hộp nha. Hộp 5.000. Bánh bò. 8. 10.000 vậy đó, 10.000 đầy hộp. Bánh bèo phải bánh bèo hả? Rồi, dạ bữa có tiền nữa anh bèo mua nha. Rồi cảm ơn. Dạ rồi cảm ơn nha. Hộp mấy ngàn gì? Dạ 5.000 một hộp. Một hộp bên này là 10.000. Hộp mấy ngàn? 5.000 nha. Dạ. Chị, bánh bò chị. 10.000 hả? Đây, đưa trước luôn. Có hộp 5.000 chưa ba thấy ba? Chưa. Hộp 5.000 chuyện qua cho có các cô đó trước đi. Được chưa, đặt cái trước đi. Đặt chị giùm đi rồi. Thứ ba. Ừ. Thứ ba không? Cái này không? Tân đây ơi nè, đem bánh giùm đi bạn. Cắt 10.000 coi. Dạ rồi, có liền là hết á. Dạ, có 70.000 luôn á. Dạ, có 70.000 nha. 4 đâu mà có mua nữa không? Hết hết rồi. Trời ơi, nhiều đó. Đó, có vỏ. Nhỏ nhưng mà nó có vỏ đó. Bà nước cốt hả? Dạ nước cốt. Đây. Đây hộp mấy ngàn vậy? 10.000. 10.000 là hai bịch. Mười gần không đó, ba bà ba hộp đó. Rồi để con cái con vô nước cốt cái. Cho bà Sáu nghĩ nước cốt đi. Bà Sáu con vô một bịch bự đi. Bảy nhiều nữa đó. Dạ, hai bịch nước cốt. Rồi con vô thêm bịch nữa đi Bảy ơi. Vô đầy quá mất công cái nó ấy. Thêm bịch nữa nha. Từ từ đứng đi. 8. Dư nước cốt. Cô ấy đưa 10.000 nữa kìa. Nè có bà nè. Dư nước cốt ha. Ừ dư. Rồi vô rồi nước cốt nhiều rồi tiền. Cho bà ba bịch đi phải ăn đi. Nhóc chân kìa. Ừ. Này còn chắc còn có nhiêu hả? Mấy ngàn nữa. Còn 3 hộp quá. 3 hộp hộp 5.000. Dạ rồi đây. Không đúng đúng không? Bà Sáu. Này là hết bà Sáu 10 rồi. Bảy chưa đưa tiền. Bảy chưa? Nó có nhiều ha. Bảy này. Đó bảy này nè, ông Bảy đó không có. Bảy này nè. Chưa lấy bánh này tiền nào. Tao đưa rồi à, tao đưa chưa dành cọc trước. Đưa lấy bánh mà. Bánh anh dư nè. Này có tôi. Xin lại hộp. Ừ. Đây. Bánh này nặng bánh xinh kìa. Mua nó lấy tiền đâu mình xin gì vậy, mua cái gì cho cặp cái cốp nữa nó ăn về ăn được rồi. Nước cốt mới nóng hổi luôn. Nước cốt bảo luôn đi. Anh biết làm gì rồi. Cảm ơn nha. Nãy ba vừa nước cốt không vừa trong bịch đi. Ở đó còn 3 hộp nữa không đâu, ba đếm thôi còn vô nước cốt luôn. 4, 6, 8. Cái này vừa lại cho bà 2. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Dư lại 5 cái. Dư 5 cái hả? Bỏ vô hộp. Không, bỏ vô hộp đi. Bỏ hộp này ha. Hộp thứ 3 đó. Hộp 3 luôn hả? Ừ. Chúng 3 nhiều luôn hả? Nè, nãy mấy mấy cái. Hết luôn. Hộp luôn. Nè, một hộp nè. Còn cái này. Ba hộp đúng luôn. Bán bánh bò. Bánh bò. Ủa?
giờ này cũng mau quá ha. Mọi lúc đi lên là thấy bà bốn bà đi làm á, bữa nay đi sớm mà bữa nay trời sáng sớm mọi sớm trễ chứ đi trễ là ế luôn á. 10.000 hai hộp viên hả gì em? Hai hộp viên hả? Hai hộp viên rồi đó, đủ rồi phải không? Thêm ba đúng không? Quên nữa, còn bác Út nữa tại mà hôm qua chắc cho bác Út với bà hai hai hộp lắm. Khỏi đi nha. Tổng hộp 5.000. Có ai mới không? Ê hộp 5.000. Chơi đã chi tiền cái. Rồi nè. Chơi đã con. Hết con hết tiền đi. Cái này xong mà nó tốt rồi. Rồi hết rồi phải không? Ừ. Nè em. Đó tốt rồi bà hộp. Ủa hết tiền hết hả em ba? Nãy hết rồi đó. Hai. Kiếm một nhỏ thôi đi. Bốn. Năm rồi. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Chín. Nè em. Rồi cảm ơn nha. Ý, hai tờ đô đi me đó. Hết tiền nhỏ luôn. Còn hợp đúng không? Cái này là của em ba phải không? Ừ. Nó cố thêm bịch nó phải không? Ừ. Vô hộp luôn đi. Còn này cho mẹ. Ô, có 1.000 ở đây, hàng ấy nãy nó 10.000. Rồi còn một hộp hồi ai lại thì tiền sẽ gửi luôn cho cả nhà. Giờ mình sẽ đếm tiền nha. 200. Nãy đâu có vốn đâu không ba? 201. 202. 203. 204. 250. 206. 207. 208. 286.000, không có vốn cả nhà. Lời ăn rồi bịch bánh tầm nữa. 40.000 nữa. Với của em ba nữa, rồi với hộp này nữa nha. Thì nói chung là chắc cũng khoảng 70-80.000. Thì tiền cũng xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại bà cô chú anh chị ở video sau. Bye bye.